الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة من السماء. Và trụ cột thứ ba nằm trong sáu trụ cột của đức tin đó chính là tin tưởng vào những cuốn kinh sách đã được Allah Subhanahu wa Taala gửi xuống trên trần gian. نؤمن بجميع الكتب. Chúng ta tin tưởng vào tất cả những cuốn kinh sách đã gửi xuống. وبأنها كلام الله سبحانه وتعالى. Và việc đó chính là lời nói, đó chính là mặc khải mà Allah Subhanahu wa Taala. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. كل رسول من الأنبياء من الرسل عليهم الصلاة والسلام أنزل عليه كتاب. Và Ngài đã ban kinh sách cho tất cả những vị thiên sứ để hướng dẫn cộng đồng của những vị thiên sứ đó đến với con đường ngay chính. نؤمن بجميع الكتب. Và chúng ta phải tin tưởng vào tất cả những cuốn kinh sách đó. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء هذه الكتب. Và chúng ta tin tưởng vào những cái gì mà Allah đã ban như là tên gọi của những cuốn kinh sách đó. القرآن. Đó chính là Al-Quran, التوراة, التوراة, الإنجيل, الإنجيل, الزبور, الزبور, صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. كنسة إبراهيم وكنسة موسى عليه السلام. نؤمن بكل ما في هذه الكتب من الأخبار والأحكام. Chúng ta tin tưởng vào tất cả những điều đã được ghi chép lại trong thánh kinh Quran đó, từ những tin tức, từ những sự kiện hay là từ những giáo lý giáo luật. لكن لا يمكن أن نطالع ما في هذه الكتب نؤمن بها لكن لا نطالع ولا نعمل إلا بما جاء في القرآن والسنة. Chúng ta tin tưởng vào những cuốn kinh sách nó, thế nên chúng ta không được phép làm bất cứ điều gì, không được phép thực hiện những cuốn hành đạo nào ngoại trừ điều đó được mặc khải trong thiên kinh Quran cũng như được truyền lại từ Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.